thật và thực tế để chia sẻ về cách sử dụng chiếc máy Yaman này. Đây là chiếc máy Yaman IB36. Thì đây là một chiếc máy khá là cũ rồi, Nhi dùng rất là thường xuyên, nhưng mà Nhi thấy giá của nó càng ngày càng rớt, do là nó không được chuộng. Và có thể là vì mọi người không thấy được cái kết quả thực tế mà máy mang lại ha. Đây là cái da mặt của Nhi mới vừa xong da mặt ra, và Nhi chưa có trang điểm, chưa có thoa hay sức bất cứ một cái mỹ phẩm nào lên da của mình hết. Thì đây là một cái máy như thế nào, Nhi sẽ nói sơ về công dụng. Đầu tiên thì nó sẽ lấy sạch những tế bào chết ở trên bề mặt da của mình. Thứ hai, mình sẽ thoa tất cả những dưỡng chất để cho nó đẩy dưỡng chất vào bên trong thấm sâu. Thứ ba là nó sẽ se khít lỗ chân lông và nâng cơ mặt của mình. Như chiếc máy nổi tiếng Hitachi N4008 thì nó cái chế độ làm sạch là cho mọi người thấy rõ cái kết quả nhất. Vì khi để miếng bông gòn lên từ một miếng bông gòn trắng thì bằng cái chế độ ion nó sẽ hút những chất dơ cặn bã từ dưới lỗ chân lông và mang đến cái kết quả rõ rệt mà mọi người có thể nhìn thấy liền trước mắt. Cho nên đó là vì sao mà chiếc máy Hitachi N4008 rất là được ưa chuộng. Nhưng có một thời gian Nhi đi những cái spa thì Nhi thấy người ta sử dụng những cái dạng thanh này rất là nhiều. Và họ khửi đây, họ bảo là để mà lấy những cái tế bào chết trên bề mặt của da. Thì qua tìm hiểu những cái dòng máy để mà tốt cho mọi người thì Nhi bắt đầu lựa chọn cái máy Yaman IB36 này. Ok, bây giờ Nhi sẽ có một cái clip riêng để mà chia sẻ cách sử dụng với mọi người nha. Mời mọi người theo dõi. Tạm biệt. Bye bye.